Xin chào anh em nha. Hôm nay Mâm lại về rồi nha anh em. Hôm giờ anh em điện đặt hàng quá trời luôn mà không có hàng nha anh em. Bây giờ nó mới về tới nha. Mâm mới về nha anh em. Mâm zin của Honda nha anh em. Full chà lét cho mâm của full chà lét 125 nha. Hàng tháo xe chưa lăn bánh luôn nha anh em. Y như mới nha. Bảo đảm cho anh em là 100% hàng zin nha. Anh em mua hàng thì được kiểm hàng trước khi thanh toán nha. Bao anh em là 100% là hàng zin nha. Để thôi anh em sợ anh em không dám mua. Anh em kiểm tra hàng trước khi thanh toán nha. Bởi vì nhằm anh em biết thì nó dễ, còn không biết thì không bao giờ dám mua nha. Tại vì cái giá quá trời rẻ, bởi vì anh em sợ không dám mua. Còn bên mình bán là còn lúc giờ hổm dài số lượng rất là nhiều nha. Không có hàng bán luôn nha anh em. Hổm dài mình chờ hàng đâu cỡ hơn nửa tháng rồi nó mới có hàng lại. Tại vì mấy hàng này số lượng nó không có nhiều. Mâm zin nha anh em. Full chà lét 125 Black quay GSX rồi gắn chung được hết nha anh em. Yêu cầu mà xe mình là xài đĩa bằng 4 lỗ là xài chung được hết luôn nha, tất cả các dòng xe Honda luôn nha anh em. Anh em muốn gắn loại nào cũng được hết, yêu cầu đĩa bằng 4 lỗ là xài được hết. Nó có bật đạn ống chỉ luôn nha anh em. Bật đạn ống chỉ đầy đủ. Để anh quay mấy chi tiết cho anh em nhận biết cho nó dễ nha. Đó, mâm mới bây giờ là cót không nha anh em. Máy hiệu ở trong là cót. Honda. Mấy xe cái mâm này là đời 2022 không nè nha anh em. Đây có ngày có tháng luôn nè. Tháng 6 năm 2022 nè. Đó, anh em coi là anh em biết là đời nó cao rồi. Đời 2022. 1.6 nha anh em, 17 1.6. Hàng thì bao anh em là như mới nha. Quá đẹp luôn. Mình quay chi tiết về cho anh em dễ coi. Xe chưa lăn bánh luôn nha anh em. Nè anh em giờ mấy cái dấu nè, chưa có dấu cao su là nghĩa là xe chưa có lăn bánh nha. Rất là đẹp. Bật đạn ống chỉ luôn nha anh em. Có bật đạn ống chỉ đầy đủ. Quá đẹp anh em ơi. Hổm gài hàng này nó đang hút. Mình mua không có được số lượng nhiều, mình về chứ này mình về chắc cũng được có chưa được chục cặp nữa. Anh em nào muốn mua thì cứ điện thoại alo sớm cho mình để điện trễ là hết nữa nha anh em. Hổm gài có anh em dặn nhiều quá nhưng mà chưa có hàng. Bây giờ có rồi đó, anh em cứ việc alo lại cho mình sẽ gửi hàng cho anh em. Đây, để anh quay bánh trước cho anh em xem nha. Đó. 17 1.4 nha anh em, bánh trước là 1.4. Nói chung anh em nào mà có biết về xe một tí thì giờ bánh mâm này, cặp bánh mâm này thì sẽ biết là hàng zin liền nha anh em. Nước sơn nó là rất là tỉ mỉ, rất là đẹp. Đĩa 4 lỗ luôn nha anh em. Cao su phốt rồi nó có sẵn hết. Cái nước nhôm đó anh em dòm kỹ, nước nhôm nó rất là đẹp. Tại vì cái hàng zin là cái nước nhôm nó rất đẹp ngay dưới cái nước sơn đó nè. Đó anh em coi nè. Nó không có thể nào lộn với cái hàng giả zin nha anh em. Không thể nào lẫn lộn được. Tại vì hàng giả zin nó xấu lắm nha anh em. Còn cái này là hàng zin anh em dòm nước sơn là rất là đẹp. Không có lộn gì được hết. Anh em có để ý nè, mua hàng của mình thì để ý anh em coi trong cái lỗ mà ốc đĩa nè. Nó sẽ có mấy cái chất keo ở trong nha anh em. Đó là người ta tháo từ trong xe ra nó mới có vậy nha. Chứ mà mới thì nó không có chất keo vậy nha. Này là hàng zin tháo xe ra nha. Đó, tháng 6 năm 2022 nha anh em. Quá đẹp.
đó anh em coi mấy cái nút gù này nè, đó hàng zin nó mới có vậy thôi đó, bóng chữ vậy nè, còn mấy hàng lô là không bao giờ có nha anh em. Chứ anh em để ý trong này nữa nè, đó nó có trong có cái tem nhỏ nè, có cái mã số nhỏ nè, anh em để ý là phải dòm là biết là nó zin hay lô liền này. Đó, dưới mấy cái nước sơn ở trong dưới gần cái chân dòi nó sẽ có cái với lằn mực nha anh em. Đó, nó có lằn mực đó, anh em để ý kỹ, cái hàng lô là không bao giờ có vậy nha anh em. Đó, hàng lô là không bao giờ có vậy. Bây giờ mình nói cho anh em biết luôn để cho anh em phân biệt nó dễ. Nhiều anh em hỏi là mâm zin hay mâm lô mà sao rẻ dữ, mâm zin sao rẻ vậy. Mình mua rẻ thì mình bán cho anh em rẻ, dễ xài. Nhiều anh em hỏi sợ là hàng lô, tại vì anh em được kiểm hàng trước khi thanh toán nha, đừng không có sợ gì hết. Đây, kiểm tra hàng rồi mới thanh toán, mình không có cọc. Bởi vì anh em cứ việc mua hàng kiểm tra đúng hàng mới thanh toán nha. Đa số là mâm là đề 2022 không nha anh em, tại vì mâm giờ nó đang hút không có tồn lại nữa, có bao nhiêu là mình lấy hết bao nhiêu, không có đủ bán cho anh em luôn. Bởi vậy nó không có còn đề 2021, 20 gì nữa hết, toàn bộ giờ là đề 22 không. Tại vì cái mâm này bây giờ có số lượng bao nhiêu mình cũng lấy hết, còn về bán cho anh em mà còn không có hàng luôn, đang cháy hàng luôn. À, nói nãy giờ quên báo giá cho anh em luôn. À, cặp mâm zin của Honda quay full chà led 125 này mình bán cho anh em với giá là 2.230.000 nha. Đợt trước thì mình bán 2.2 nhưng mà bây giờ là tiền ship đồ nó lên quá trời luôn anh em ơi. Tiền ship một cặp này là bây giờ khoảng là gần 100.000 rồi, nó lên hai đầu nữa, bây giờ mình bán lên 30.000 đang phụ tiền ship với mình, là mình bán cho anh em với giá là 2.230.000. Tại vì ship nó lên 30 mình cũng lên 30 thôi chứ mình không có lên nhiều, lên đủ cái tiền ship của mình thôi. À, 2.230.000 nha anh em, lúc trước là 2.2, bây giờ là tiền ship lên bán là lên 30.000, mình lấy cũng 30.000 thôi chứ mình không có lấy cao nữa, là 2.230.000 nha anh em. Bao anh em là 100% mâm zin nha anh em, đừng có sợ nha. Anh em cứ việc mua hàng, kiểm tra hàng rồi thanh toán cho mình là qua shipper luôn, mình không có lấy cọc anh em hay gì hết. Rồi, video mình đến đây cũng kết thúc cho anh em. Anh em nào có mua hàng thì cứ việc alo trực tiếp cho mình, số điện thoại mình có để dưới phần mô tả đó nha anh em. Anh em mua thì cứ vô số điện thoại đó mà alo cho mình thôi.